Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Thì tiếp tục các video. Hôm nay bên Đặng Tín sẽ giới thiệu các bác là dòng sản phẩm Vang Cơ Lai Số thương hiệu của Mỹ. Thì trước đây em đã bán cái dòng màu web rất nhiều rồi các bác rồi. Thì hôm nay bên em về tiếp một dòng Vang Cơ cực kỳ cao cấp. Đây là dòng Vang Cơ Lai Số hàng bãi xịn, thương hiệu đến từ Mỹ BBE. Nha, thương hiệu đến từ Mỹ. Còn cái việc sản xuất không phải sản xuất ở đâu thì không phải giải thích nhiều rồi. Nhà máy BBE ở Trung Quốc là việc đương nhiên rồi. Hàng tất cả em bao zin bao đẹp 100%, hàng Vang Cơ Lai Số còn lại cực kỳ dễ chỉnh. Và quan trọng là để nói so sánh chất âm, em nói luôn, trong những cái tầm giá mà em đưa ra các bác thì không có một con hàng mới nào được chất lượng như con này. Em nói thực sự, kể những vòng Vang Cơ cổng quang hay Bluetooth, em nói thực sự không tính tiền luôn. Nên là rất nhiều các bác nhắc lại này, rất nhiều các bác vẫn tâm lý là tôi phải đi mua cổng quang Bluetooth, nhưng rất nhiều các bác mua về gần như là hát nó rất là chán. Em thực sự các bác hát cực kỳ chán luôn. Để mà so sánh với dòng như này thì dòng này không thể so sánh được. Con này có đầy đủ echo, dì vật và delay nha. Hàng xịn, còn tí cho bác xem cái ruột gan của nó, bác biết được cái hàng xịn này nó như thế nào. Rồi các bác theo dõi video bác lại kênh Đặng Tín Audio Simon Nai nhá. Các bác cho Simon Nai và nhớ đăng ký kênh màu đỏ dưới cho em nhá. Đây, sẽ quay bác xem đằng sau của nó đây. Đây, BBE. Nếu bác biết bảo biết về lưng tiếng BBE rồi thì các bác đều biết rồi. Hàng của thương hiệu của Mỹ đây, USA đây. Nha. California, USA, thương hiệu của Mỹ. Đây, thương hiệu đầu vào đây. Được chưa? Các chỉnh đường center này, đường ra nép right này, các bác để ý nhá, cắm vào hai cổng giữa cho em nhá. Để xuống omni, xuống cục đẩy nhá. Ra center, ra súp đây. Đấy, hỗ trợ đầy đủ các rắc. Đấy, hàng em bao zin bao đẹp cho các bác như này. Em bao một chất âm qua con màn hình chờ. Đấy, lúc là sẽ bị màu mà tắt ăn nó sẽ tối màn hình đi, màn hình chờ. Đấy, rất hay. BBE bao đẹp luôn. Có xem ruột gan này để bác biết được cái hàng xịn nó sẽ như thế nào nhá. Đây, con này là chạy nguồn xung này. Và con nhìn này, toàn bộ này, IC này. Em nói thực sự đây là bo trong hú, nói thực sự các bác này, các nhìn này. Để mà nói thì hàng xịn nó vẫn khác biệt rất nhiều luôn. Các bác đừng so sánh gì với mấy con Vang Cơ mà có cổng quang Bluetooth mà 2 triệu mấy cả triệu mấy nhá, các bác đừng so sánh. Em thực sự các bác, để mấy con Vang Cơ hàng đấy thì không có tính tiền luôn. Hàng bao đẹp cho các bác như này. Có nhìn sự chất lượng của cái con Vang Cơ Lai Số BBE này. Bên em chỉ làm hàng bãi thôi, bảo có yên tâm là đối với hàng bãi thì nó là đẳng cấp rồi. Quá đẹp luôn. Rồi các bác theo dõi video này của bác lại kênh Đặng Tín Audio Simon Nai nhá. Cho Simon Nai vào đây cái kênh bỏ cho em nhá. Đây, hàng này quá đẹp rồi. Được chưa? Rồi và nói qua này, nhắc lại các bác lần nữa nhá, là tí em sẽ xả các bác mấy dòng sản phẩm giá cực kỳ sốc qua kênh. Quá chỉ cần gõ kênh Âm Thanh Tín Vân này, Âm Thanh Tín Vân nhá, Tín Vân đây, Âm Thanh Tín Vân đây. Ai quá chỉ cần vào kênh Âm Thanh Vân, em sẽ xả, tiếp tục xả trên giá kênh này. Và các vui lòng này, bác nào chưa đăng ký này, bác nào chưa đăng ký này, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ này nhá, đăng ký kênh màu đỏ và nhớ vào cái chuông này, ấn cái chuông này, ấn chữ tất cả này nhá. Thì em sẽ xả giá cực kỳ tốt cho cái kênh này. Các bạn qua kênh Âm Thanh Tín Vân đăng ký nha. Không nhiều bác là cứ bảo sao tôi không xem được, mới cả tôi tiếc quá thì các bác vui lòng qua đây nha. Tất cả các vui lòng qua đây nha. Bác nào tiếc hay vui lòng cứ qua kênh Âm Thanh Tín Vân đăng ký giúp em nữa. Qua kênh Âm Thanh Tín Vân đăng ký màu đỏ và nhấn cái chuông nhé. Em sẽ xả giá sốc của trên này cho các bác, được chưa? Rồi, quay trở lại với con Vang Cơ Lai Số BBE này. Đây, thêm báo giá luôn nhá. Báo giá trước sẽ ứng dụng cách chỉnh này, 2 triệu một chiếc bao ship. Em thực sự các bác một mức giá quá là tốt đối với một con Vang Cơ Lai Số hàng bãi xịn chính hãng như này. Để mà so sánh cái tầm giá 2 triệu thì không có một con Vang Cơ nào nói trắng luôn, không có Vang Cơ nào được như con này cả. Về chất âm tất cả mọi thứ nhá, em không tính tiền cả với bọn cổng quang Bluetooth luôn. Về bọn hàng mới, đấy việc em nói rõ vậy nhá. 2 triệu một con em bao ship, số lượng không có nhiều, hàng em bao đẹp cho các bác như này. Bảo hành 6 tháng đối với dòng Vang Cơ Lai Số này nhá. 2 triệu một chiếc em bao ship, giá cực kỳ tốt rồi. Thực sự con này trước đây phải bán thấp nhất là 2,4 triệu. Nhưng lúc này em nhập được giá tốt, bán tốt cho các bác 2 triệu một chiếc em bao ship thôi. 2 triệu một chiếc này em bao ship tặng đầy đủ giấy tờ phụ kiện cho các bác nhá. Đấy, 2 triệu một chiếc thôi, em bao ship. Thì con này rất dễ chỉnh này. 3 lỗ cắm mic này, 3 chiếc đã chỉ 3 mic được chưa?
con này nó lại cái chỉnh là cái hay là nó sẽ chỉnh được các giải tần này. Đây con này chỉnh bát này, đây là trung này và check của mic đây, FX là trung hú này. Đây bát check và vôn echo tổng này, vang nhẹ nhiều ít này. To nhỏ của nhạc này, to nhỏ của mic này, đấy nó lửa cơ lửa số này. Và cái phần EQ của mic này này nó lại chia được các giải tần rất hay. Nó chỉnh rất chi tiết này. Giải đầu tiên, hai giải đầu tiên là giải bát này. Ba giải tiếp theo này. À ba giải đầu tiên là giải bát này. Ba giải này là trung này. Và hai cái giải này là giải chép này, giải cao này. Đấy, 16k này. Các em chỉnh sẵn hết cho toàn bộ qua, tất cả em chỉnh sẵn cho qua nhá. Còn bác là muốn chỉnh này, ấn edit này. Đây bác thay đổi này, đây là delay này. Được chưa? Delay này. Revert này. Đấy. Thì tất cả những cái này này, tất cả những chương trình em sẽ set up cho các bác rồi. Các bạn chỉ việc dùng thôi. Đấy, rất đơn giản, con vacuum lấy số là rất đơn giản, giá là 2 triệu em bao ship nhá. Để mà sử dụng cái dòng vacuum lấy số này thì quá đơn giản thôi. Đấy, còn về chất âm của nó thì tí sẽ test cho các chất âm của nó. Nó rất rất là hay. Em nói nhắc lại, trong tầm giá 2 triệu như con này thì không có con nào mới. Kể cả cổng qua Bluetooth luôn. Vang cơ nha, không có con nào luôn. Thế cả vang lách luôn, em nói rõ luôn các bác vậy nhá. Vì đây là hàng xịn, hàng cơ lai số đầy đủ echo gì vật, và đi đây nó khác biệt hoàn toàn. Giá là 2 triệu em bao ship nhá. 2 triệu một chiếc em bao ship tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho các bác nhá. Vì số lượng không có nhiều, bác phải nhanh tay nhá, không là không có hàng đâu. Dù em không có nhiều đâu. 2 triệu một chiếc em bao ship cho bác, được chưa? Đó sẽ test các bác đoạn karaoke nhá. Lên. DD 1 2 5 6 7 2, AD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, AD 1 2 6 7 2 2, AD 1 2. Bao giờ tầm giá 2 triệu làm gì có con vang nào được như này. 2 triệu em bao ship nha, tao đọc karaoke nha. Ờ,
xin báo giá các bác nhé, giá là 2 triệu bao ship nhé. Mọi chi tiết mong hàng liên hệ cho em qua số thoại 0916957808 nhé. 2 triệu một chiếc cái bao ship, giá cực kỳ tốt cho các bác rồi. Và xin chào tất cả các bác nhé, hẹn gặp lại tiếp theo.